Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 51 Số có 3 chữ số. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang 53. Bây giờ chúng mình cùng nhau học bài nhé. Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 54, luyện tập chung. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài tập trong sách giáo khoa, bài luyện tập trang 63. Bây giờ cô mời các em hãy mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát trên màn hình, đó là những chú mèo rất đáng yêu và ngộ nghĩnh đấy. Và mỗi một chú mèo có cầm một tấm bảng và trên tấm bảng đó có ghi số có ba chữ số được tách thành tổng các trăm chục và đơn vị nhưng trong cách tách tổng trăm chục và đơn vị đó thì còn số còn thiếu ở đây có thể là số chục có thể là số trăm hoặc có thể là số đơn vị vậy các em hãy dựa vào cách tách số có ba chữ số thành tổng các trăm chục và đơn vị để chúng mình điền các số còn thiếu vào ô trống nhé Cô mời các em hãy bấm dương hình để chúng ta làm bài nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở số đầu tiên, chú mèo cầm tấm thẻ đó là số 363. Số 363 là số gồm có 3 chữ số và được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị như sau. Số 363 gồm 300, 6 chục và không đơn vị. Vậy chúng ta sẽ tách thành 300 cộng 60 cộng 3. Tiếp theo ở chú mèo thứ hai có cầm tấm biển mang số 408. Số này cũng là số gồm có 3 chữ số được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị như sau. 400 số này gồm 400, không chục và 8 đơn vị. Thì chúng ta thấy ở đây Vị trí 8 đơn vị đã có sẵn, chúng ta chỉ việc điền vị trí đó là 400 và chúng ta không cần phải điền uh, cộng với số trục nữa vì số trục ở đây là 0. Thì như vậy chúng ta sẽ tách được là 400 cộng 8. Tiếp theo chú mèo mang biển số thứ ba đó là mang số 830. Số 830 gồm 800, chục và 0 đơn vị. Vậy thì ở đây số này đã được tách thành 800 rồi. Cộng với số còn thiếu ở đây chính là số chục. Số chục ở đây là ba chục. Vậy chúng mình sẽ điền 30 vào ô trống. Và không đơn vị thì chúng ta không cần phải cộng vào tổng nữa. Tiếp theo là chú mèo mang biển số thứ tư có số 308 bằng 300. Số còn thiếu ở đây chúng mình thấy là không trục chúng ta không phải cộng vào tổng thì số còn thiếu ở đây đó là 8 đơn vị. Vậy chúng mình sẽ điền số 8 vào vị trí cuối cùng. Ta được 308 bằng 300 cộng 8. Tiếp theo chú mèo cuối cùng có biển số 239 được tách thành tổng các trăm trục và đơn vị như sau. Bằng 200 cộng số trục ở đây còn thiếu và 9 đơn vị Vậy chúng ta thấy ở đây số chục là ba chục. Vậy chúng ta sẽ điền số ở đây là số 30. Ta đã tách được số 239 bằng 200 cộng 3 chục cộng 9 đơn vị. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập 1 giúp chúng mình củng cố kỹ năng viết một số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị đấy. Các em hãy ghi nhớ cách để chúng ta làm bài nhé Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 bài tập số 2 yêu cầu như sau điền dấu lớn hơn bé hơn hoặc bằng nhau vào hỏi dấu hỏi chấm các em hãy quan sát ở mỗi một mô hình là có hai mâm quả và trên mỗi loại quả thì có ghi một số số đó à, có thể là số trăm số chục hoặc số đơn vị Vậy các em hãy dựa vào các mâm quả Và các tấm thẻ ghi trên các quả Để chúng mình có thể so sánh Các số có 3 chữ số với số có 3 chữ số Và điền dấu nhé Chúng ta hãy quan sát mô hình đầu tiên là mô hình mẫu Ở mô hình này thì các bạn thấy Mâm quả thứ nhất gồm có Một quả đó là quả sầu riêng Mang thẻ 200 Thẻ tiếp theo đó là quả dưa thì mang thẻ số 40, còn củ cà rốt thì mang thẻ số 8. Vậy chúng ta sẽ ghép lại được một số gồm có 240 và 8 đơn vị, đó chính là số 248. Ở mâm quả thứ hai chúng ta thấy có thẻ 100 là ở thẻ trùng nho, quả biếng ngô là thẻ 50 và quả dứa là thẻ 9 đơn vị. Vậy số gồm 100, 50 và 9 đơn vị, đó chính là số 159. Như vậy chúng ta đã biết được hai số dựa vào các thẻ ở trên mâm quà. Mâm quà này thì chúng ta sẽ so sánh như sau. Đây đều là số có 3 chữ số thì chúng ta so sánh lần lượt từ số trăm. Ta kết luận là 200 lớn hơn 100. Do đó chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn mà không cần so sánh đến số trục và số đơn vị nữa. Tương tự như vậy, các mâm quả còn lại các em hãy quan sát và chúng ta sẽ thực hiện so sánh các số có 3 chữ số ở dưới với nhau nhé. Riêng ở mô hình cuối cùng là hai mâm quả chúng ta thấy ở đây là phần bên tay phải là số được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Chúng ta sẽ gộp số này lại để tạo thành một số có 3 chữ số trước khi chúng ta so sánh nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta so sánh và điên dấu nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở mô hình thứ hai, các em quan sát thấy là ở trên mâm thì có cây súp lơ là có thẻ là 100, cây bắp cải là thẻ số 8 và quả um, quả quả bầu Quả cà tím các bạn ạ, quả cà tím là mang số 50 Vậy số gồm 100, 50 và 8 đơn vị Đó chính là số 158 Ở bên mâm thứ hai của mô hình này Thì có một cây súp nơ mang số 100 Cà tím là mang số 50 Và hành ở đây là mang số 3 Vậy chúng ta sẽ tìm được số là 100, 50 và 3 đơn vị Đó chính là số 153 Như vậy chúng ta sẽ so sánh hai số này như sau hai số này đều là số có 3 chữ số Số trăm đều là 1 Thì ta so sánh đến số chục Số chục bằng nhau đều là 5 Thì ta so sánh đến số đơn vị Số đơn vị ở đây là 8 đơn vị lớn hơn 3 đơn vị Do đó chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn Tiếp tục ở mô hình thứ 3. Chúng ta thấy là có quả quả bưởi. Chúng ta thấy ở đây là một quả bưởi. Quả bưởi này mang số 200. Quả cherry, hai quả cherry là có biển số 50 và quả Đây là quả mướp mang số 7. Vậy số gồm 200, 50 và 7 đơn vị, đó chính là số 257. Ở mâm quả thứ hai chúng mình nhìn thấy đây là củ khoai à, mang giá 300. Quả cà chua mang số 30 và củ cà rốt thì mang số 8. Vậy số gồm 300 ba 30 chục và 8 đơn vị, đó chính là số 338. Chúng ta sẽ so sánh hai số này như sau. Ở đây số trăm là 2, số trăm là 3 thì 200 bé hơn 300. Chúng ta điền luôn dấu bé hơn mà không cần so sánh đến số chục và số đơn vị nữa. Vậy số 257 bé hơn 338. Ở mô hình cuối cùng, mầm thứ nhất chúng ta nhìn thấy quả táo có giá là có tấm thẻ là 900. Quả lê có đeo tấm thẻ là 80 và quả đây là quả quả cam là đeo tấm thẻ 9 đơn vị. Vậy số gồm 980 và 9 đơn vị đó là số nào? Số gồm 980 và 9 đơn vị đó chính là số 989. Ở mâm thứ hai chúng ta thấy quả táo có đeo biển là 900, quả lê là 80 và quả cam có đeo số là 9 đơn vị. Vậy chúng ta sẽ biết ở đây đó là tổng của số gồm 980 và 9 đơn vị đó là số nào? Trước tiên chúng mình sẽ tìm được số đó là số 989. Sau khi chúng ta đã tìm được số rồi, chúng ta so sánh hai số này với nhau. Số trăm bằng nhau, số chục bằng nhau và số đơn vị cũng bằng nhau. Do đó chúng mình sẽ điền dấu bằng vào ô trống. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, củng cố cho các em kỹ năng viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị và chúng ta biết cách so sánh các số có ba chữ số với nhau. Các em hãy ghi nhớ lại cách so sánh số có ba chữ số đó là chúng ta so sánh lần lượt từ hàng trăm. Nếu số trăm mà lớn hơn, số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn số nào có số trăm bé hơn thì số đó bé hơn nếu như mà số trăm bằng nhau thì chúng ta so sánh đến số trục số trục nào lớn hơn thì số đó lớn hơn số trục nào bé hơn thì số đó bé hơn nếu như số trăm và số trục bằng nhau thì ta so sánh đến số hàng đơn vị nếu số hàng đơn vị nào lớn hơn thì số đó lớn hơn số hàng đơn vị nào nhỏ hơn thì số đó bé hơn. Và trường hợp cuối cùng là số trăm, số chục và số đơn vị bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. Các em hãy ghi nhớ quy tắc để chúng mình so sánh nhé. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3 nào. Bài tập 3 yêu cầu như sau. Việt cần sắp xếp thẻ số vào dấu hỏi chấm để nhận được so sánh đúng. Việt có thể xếp bao nhiêu cách khác nhau các em hãy quan sát đây là các tấm thẻ đã được sắp theo hai vế để so sánh nhưng ở một vế bên tay phải thiếu một số ở hàng chục số trục nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn số nào để điền vào dấu hỏi chấm đó sao cho chúng ta được cách so sánh đúng vậy ở đây bên phía tay trái của chúng ta có ba tấm thẻ thẻ số 2, thẻ số 6 và thẻ số 3. Tức là số này đã được tạo thành một số có 3 chữ số đó là 260 và 3 đơn vị, chính là số 263. Dấu ở giữa là dấu bé, bé hơn. Bên này chúng ta có một số thẻ số là 2 và thẻ số cuối cùng là 3. Thiếu thẻ số ở giữa. Vậy đây cũng là một số có 3 chữ số, nhưng còn thiếu số ở giữa đó chính là số trục. Nhiệm vụ của các em sẽ phải so sánh để tìm ra thẻ số trục nào phù hợp để cho phép để cho số ở bên tay trái sẽ bé hơn số ở bên tay phải nhé. Và tấm thẻ của bạn Việt cầm trên tay gồm có các tấm thẻ sau. Tấm thẻ ghi số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9. Bây giờ nhiệm vụ của các em là sẽ phải lựa chọn xem chúng mình sẽ chọn thẻ số nào để chúng ta thay vào vị trí dấu hỏi chấm ở số thứ hai là vị trí thẻ số chục để chúng ta được cách so sánh đúng. Chúng ta làm lần lượt như sau. Chúng ta so sánh số trăm với nhau của hai số này thì ta thấy số trăm ở đây là đều là 200 bằng nhau Và số đơn vị cũng đều là số 3 Tức là hai số đơn vị này cũng bằng nhau Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần so sánh số trục với nhau thôi Nếu như ở số trục thứ nhất là 6 Mà lại số này bé hơn số trục ở bên tay phải Thì nhiệm vụ của các em là phải đi tìm số trục nào à, Số 6 sẽ bé hơn số trục nào ở trong các thẻ số từ 0 đến 9 để thay vào vị trí dấu hỏi chấm để nhận được một phép so sánh đúng Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát nhé Trong dãy số tự nhiên thì số 6 đứng liền sau số 7 Tức là số 6 bé hơn số 7 Chúng ta sẽ thử thẻ số 7 xem có đúng không nhé Một phép so sánh đúng đó là 263 bé hơn 273 Ngoài vị trí số 7 chúng ta có thể thay vào dấu hỏi chấm. Chúng ta có thể thay số khác, đó là số liền sau số 7 cũng là số lớn hơn số 6, chính là số 8. <laughs> số 263 bé hơn 283. Ngoài số 8 ra chúng mình có thể thay vị trí số 8 bằng số 9 vì số 9 lớn hơn cả số 8. Do đó sẽ lớn hơn số 6. Và được cách so sánh tiếp theo đúng đó là 263 bé hơn 293. Các số còn lại đứng trước số 6 và số 6 sẽ không phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm. Như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn điền số 7, số 8 hoặc số 9 vào vị trí dấu hỏi chấm để chúng ta nhận được so sánh đúng. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 củng cố cho các em kỹ năng so sánh các số có 3 chữ số. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Điền số Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu có dấu hỏi chấm. Ở đây để điền được số vào ô trống thì các em quan sát mô hình mẫu thứ nhất cho cô. Ở đây là hình ảnh chú chó. Ở, trên đầu của chú chó thì có ghi số có 3 chữ số đó là 999. Và ở đây có một phần chú giải đó là số 999 là số lớn nhất có 3 chữ số. Tương tự như vậy, muốn điền được các số còn thiếu vào các ô trống ở dấu hỏi chấm này thì các em phải dựa vào các dữ liệu đã cho ở trong phần ô chữ đây để chúng ta tìm được số thích hợp điền vào ô trống nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm lần lượt từng mô hình như sau. Ở mô hình thứ hai, các em thấy có ghi như sau Số bé nhất có 3 chữ số là số nào? Mời các em hãy điền số nào. Chúng mình cùng nhau quan sát đáp án nhé. Số bé nhất có 3 chữ số đó là số 100. Vì số 100 đứng liền sau số 99 và số 99 là số lớn nhất có 2 chữ số thì bắt đầu số đầu tiên của số có 3 chữ số đó là số bé nhất có 3 chữ số là số 100. Tiếp tục ở mô hình thứ 3. Chúng ta đọc dữ kiện như sau: Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Ở dữ kiện này hơi khó một chút, trừu tượng một chút, các em hãy suy nghĩ như sau. Chúng ta đã biết được số lớn nhất có 3 chữ số đó là số 999 rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ thay đổi vị trí của số uh, 100 À, vị trí của số chục và số đơn vị chúng ta giữ nguyên số trăm sao cho số đó sẽ là ba chữ số khác nhau nhưng phải là số lớn nhất vậy chúng ta hãy suy nghĩ xem trong từng hàng chục và hàng đơn vị mình sẽ sử dụng số nào số tự nhiên nào để thay vào các số đó để chúng ta được số có ba chữ số khác nhau lớn nhất Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Trước tiên, số trăm chúng ta sẽ giữ nguyên là số 9, vì số 9 là số lớn nhất. Và đến số chục thì chúng ta nếu như để số 9 thì là số giống nhau rồi, không được. Thì chúng ta sẽ lấy số tiếp theo lớn à bé bé hơn số 9, đó chính là số 8. Vậy vị trí số trục ở đây là 8 chục. Và đương nhiên là đến số đơn vị chúng ta không thể lấy số 9 và số 8 được nữa vì nó sẽ trùng với số hàng trăm và hàng chục. Yêu cầu là phải khác nhau, cho nên chúng ta sẽ lấy số bé hơn số 8 chục nữa, số 8 đó là số 7. Vậy lúc này chúng ta sẽ được số đó là 987. Số này là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Nếu như các em đổi vị trí là số 9, số 7 và số 8 thì lại là một đáp án sai. Nó khác nhau nhưng mà nó không phải là một số lớn nhất. Lớn nhất là phải chúng ta phải lớn từ hàng trăm, hàng chục, sau đó đến hàng đơn vị. Theo thứ tự là từ lớn đến bé thì lúc đó chúng ta mới được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Tiếp tục ở mô hình thứ tư yêu cầu như sau. Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Ở đây cũng hơi trừu tượng một chút cho nên các em cần phải suy nghĩ giống như là ý thứ ba mình vừa làm. Chúng ta đã biết được số bé nhất có 3 chữ số là số 100 rồi. Thì chúng ta sẽ thay làm sao để chúng ta bỏ hai vị trí số 0 này đi. Chúng ta chỉ lấy một số 0 thôi. Và một vị trí số 0 này ở đơn vị này sẽ phải thay bằng số khác để cho số đó nó sẽ là số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy thì các em suy nghĩ ở đây, chúng mình sẽ thay số 0 bằng số nào để chúng ta có một số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ kết quả nào. Các em hãy quan sát đáp án của cô nhé. Số 100 là số bé nhất có 3 chữ số. Bây giờ cô sẽ thay số không trục bằng một số khác để được số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Vậy thì cô không thể để số 0 được, cô cũng không thể cho số 1 được vì số 1 nó sẽ trùng với hàng 100, bắt buộc là phải khác nhau. Vậy thì đương nhiên cô sẽ lấy đến số tiếp theo đó là đứng sau số 1 là số 2. Vậy ta sẽ được số bé nhất có 3 chữ số khác nhau đó là 100. 02. Đó. Như vậy là chúng ta đã tìm được ra số bé nhất có 3 chữ số khác nhau rồi. Đó. Như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4. Ở bài tập số 4 này giúp các em củng cố về kỹ năng uh, tìm số bé nhất, số lớn nhất có 3 chữ số giống nhau và 3 chữ số khác nhau. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu như sau: Mai về nhà mình bằng cách đi theo con đường ghi số lớn hơn tại mỗi ngã rẽ, tìm nhà của Mai. Các em hãy quan sát, đây là hình ảnh bạn Mai. Bạn đang muốn đi về nhà của mình, nhưng ở đường đi có rất nhiều ngã rẽ khác nhau và có rất nhiều ngôi nhà khác nhau. Vậy chúng mình hãy giúp bạn Mai tìm đường về nhà của mình nhé. Nếu như mình giúp bạn Mai tìm đường về nhà của mình thì chúng ta phải dựa vào dữ kiện như sau. Mai sẽ đi theo con đường ghi số lớn hơn tại uh, mỗi ngã rẽ. Tức là khi bạn Mai đi đến một số nào đó lớn hơn thì bạn phải rẽ đến một số lớn hơn nữa. Cứ như thế thì bạn sẽ tìm được đường về nhà của mình. Bây giờ các em hãy dùng uh, bút chì để chúng ta nối đường đi của bạn Mai đến các số uh, theo uh, số lớn hơn tức là có thể nói là theo thứ tự từ uh, theo số cứ đến một ngã rẽ thì chúng ta sẽ lựa chọn số lớn hơn để chúng ta rẽ và làm sao để chúng ta tìm được đường về nhà cho bạn Mai nhé Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé các em hãy quan sát trên màn hình cô thể hiện bằng đường đi của bạn Mai như sau. Bạn Mai sẽ đi đến ngã rẽ đầu tiên. Bạn sẽ phải tìm số lớn hơn để bạn rẽ. Vậy thì ở đây, bên phía tay trái của bạn là số 139, bên tay phải của bạn là số 410. Vậy thì trong hai số này, số 410 là số lớn hơn. Bạn Mai sẽ rẽ sang bên phải nhé. Đến một ngã rẽ tiếp, có hai số, số 583 và số 412 thì số nào lớn hơn? À đúng rồi, số 8, 583 là số lớn hơn đấy. Vậy bạn Mai sẽ rẽ sang bên tay trái nào? Tiếp tục đến một ngã rẽ nữa. Có hai số, số 600 và số 641. Bạn Mai sẽ phải rẽ theo số nào đây? Các em hãy cho cô biết số nào lớn hơn. Đúng rồi, số 641 lớn hơn 600 đấy. Vậy thì bạn Mai sẽ phải rẽ tiếp sang bên tay phải để về nhà của mình. Như vậy, bạn Mai đã tìm được về nhà của mình rồi đấy. Đây là ngôi nhà của bạn Mai. Như vậy, chúng mình đã giúp bạn Mai tìm được đường về nhà của mình dựa vào cách đi theo con đường ghi số lớn hơn tại mỗi ngã rẽ đấy. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 5. Bài tập số 5 đã giúp cho chúng mình củng cố về kỹ năng so sánh hai số trong phạm vi 1000. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.